Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dừa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dừa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dừa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dừa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà vì tìm không ra, nó nói ta sẽ trở về nhà ta nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến hôm nay thứ 6 đầu tháng, chúng ta cùng nhau tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và hôm nay cũng là ngày lễ Đức Mẹ Maria Mân Côi. Mẹ Maria, mẹ của chúng ta là mẹ đầy ân sủng, nên là nơi mẹ có rất là nhiều những tước hiệu. Hôm nay là mẹ Maria nữ vương rất thánh Mân Côi. Rồi chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa, mẹ Maria cũng được tôn vinh là mẹ của lòng thương xót. Mẹ Maria cũng là mẹ của lòng thương xót. Và hôm nay con xin được giới thiệu mẹ Maria có một tước hiệu khác, đó là các anh các chị Lê Dô ở Hoa Kỳ có giới thiệu cho chúng, cho con rằng là ở bên anh chị em Lê Dô, chúng con ở bên đây khi đi thăm viếng những người anh chị em lương dân hay là những người tội lỗi thì chúng con có tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu là Đức Mẹ gỡ những nút thắt. Mà ở cuối nhà thờ này, sau lễ là các bà lại cuối nhà thờ, các bà sẽ nhìn thấy. Đó là tượng Đức Mẹ mà trên tay Đức Mẹ có một cái dây, mà nơi cái dây đó nó thắt lại, hay là Đức Mẹ gọi là Đức Mẹ gỡ rối đấy. Đấy. Và chỉ bàn tay của Đức Mẹ mới có thể gỡ ra được những cái nút thắt, nút thắt, nút thắt. Đấy. Thậm chí là chân của mẹ đạp lên cái con rắn nó cũng thắt lại thành một cái nút nữa. Thế thì cái người mà anh chị em Lê Dô giới thiệu với con, một trai, con muốn giới thiệu đến cha và cộng đoàn là mẹ Maria với tước hiệu mẹ gỡ những nút thắt, để rồi tất cả các gia đình khi gặp những cái khó khăn mà chạy đến với mẹ thì mẹ sẽ gỡ. Nếu cuộc sống của chúng ta khi gặp hoạn nạn, chúng ta chạy đến với Đức Mẹ với tước hiệu mẹ gỡ những nút thắt thì mẹ cũng sẽ gỡ cho tất cả chúng ta. Cụ thể ngày hôm nay để chúng ta thấy rằng là khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, phải không? Rồi các môn đệ chắc chắn là rơi vào một cái tình cảnh gọi là nó là rối hết. Bởi vì chính các môn đệ cũng không thể tưởng tượng rằng là thầy mình lại chết, chết thật. Chết một cách tức tưởi là như thế. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là các môn đệ đã cùng với Đức Mẹ cầu nguyện. Các môn đệ đã cùng với Đức Mẹ cầu nguyện và chắc chắn với ân sủng của mẹ, mẹ đã tháo gỡ những cái khó khăn cho các tông đồ để các ông có thể chờ đợi đến ngày mà Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chắc chắn. Hay là trong tin mừng thì chúng ta thấy rằng giữa tiệc cưới Cana thì hết rượu, thì chắc chắn là nhà tiệc nó rất là rối, rất là rối và không biết là như thế nào cả. Và chính mẹ Maria cũng đã gỡ được cái nút thắt đó, gỡ được cái rối đó để cho tiệc cưới Cana tiếp tục.
Thế thì hôm nay xin được giới thiệu với tất cả cộng đoàn, có lẽ đây là một cái tước hiệu mà con cũng chưa từng nghe bao giờ. Cho đến khi con nhận được bộ tượng gửi về cho chúng con thì con thấy cũng rất là hay. Đức mẹ gỡ những nút thắt hay là Đức mẹ gỡ rối nhé. Nhất là mấy bà này cũng hay bị rối thì là càng phải chạy đến với Đức mẹ để Đức mẹ gọi là ban bình an cho tất cả chúng ta. Rồi hôm nay con xin được đọc bài tin mừng của ngày thứ 6. Nhưng chúng ta sẽ suy niệm dựa vào lòng thương xót của Chúa. Hôm nay thì Đức Giêsu chữa. Hôm nay Đức Giêsu trừ một tên quỷ. Nhưng mà sau khi trừ quỷ xong rồi thì là cũng có những người nói rằng Chúa dùng cái quyền của tướng quỷ để mà trừ quỷ. Thế thì Chúa bảo rằng là nếu mà tướng quỷ mà lại trừ quỷ như vậy thì nước nó làm sao mà tồn tại được. Nhưng nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Thế thì với một cái câu chuyện Chúa trừ quỷ như thế này, con cũng xin được nhìn dưới khía cạnh của lòng thương xót của Chúa. Thứ nhất, lòng thương xót của Chúa, Chúa thương xót chúng ta. Chúa thương xót chúng ta qua việc Chúa xua trừ ma quỷ đang ám hại linh hồn chúng ta. Thường thì chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa, ví dụ như trong cộng đoàn chúng ta này, có nhiều bệnh nhân lạy Chúa xin thương xót chữa lành bệnh tật phần xác của chúng con. Xin Chúa chữa lành cho con, xin Chúa thương xót cho con, giải quyết cho con việc này việc khác. Nhưng với lời Chúa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy chúng ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa để xin Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Chúng ta biết là cái ông Judas Iscariot ấy, quỷ đã gieo vào lòng Judas Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là Judas Iscariot mặc dù đã được thầy chấm bánh trao cho, rồi nói là anh muốn làm gì thì làm đi, nhắc nhở một người trong anh em sẽ nộp thầy, mà Judas cũng không thể nào mà thoát ra được, không thể nào mà thoát ra được cái, gọi là cái vòng vây của ma quỷ rất là kinh khiếp. Chỉ một mình Thiên Chúa nơi Đức Giêsu quyền năng mới xua trừ được ma quỷ. Còn nếu mà chúng ta mà quỷ mà đã ở trong lòng của chúng ta rồi thì chúng ta chỉ là nô lệ cho ma quỷ thôi. Không tài nào mà chúng ta thoát được cái vòng tội lỗi, cái vòng của ma quỷ. Thế thì hôm nay Đức Giêsu đã xua trừ được ma quỷ, đã diệt trừ, là xua ma, trừ ma quỷ trong tâm hồn của một người, thì chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ phải nài xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng con để chúng con thờ phượng Chúa. Cho nên đó là ý thứ nhất. Rồi ý thứ hai, Chúa Giêsu nói là khi một người mạnh canh giữ lâu đài thì của cải tài sản được an toàn. Nhưng nếu có một người mạnh hơn vào mà chiến thắng được cái người này thì họ sẽ mất sạch tất cả những cái mà họ tin tưởng, tất cả những cái mà họ thấy rằng an toàn, thì lúc này nó không cứu được họ, không bảo vệ được họ. Thế thì Đức Giáo Hoàng nói, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là ma quỷ nó có một cái biệt tài là nó gieo vào lòng chúng ta một cái gì đó rất là an toàn. Nó cám dỗ chúng ta, có cái này thì chúng ta sẽ rất là an toàn, sẽ rất là vững. Nói thẳng ra, ví dụ như là của cải đi, nhà cửa đi, hay là chức tước vân vân và vân vân. Ma quỷ nó có một cái tài là nó gieo vào lòng chúng ta một cái sự an toàn. Nhưng sự an toàn này đó, đằng sau nó là trống rỗng. Ví dụ như chúng ta dựa vào của cải, chúng ta dựa vào quyền thế, rồi khi đối diện với cái chết, tất cả của cải, tất cả những cái mà chúng ta cho là chắc chắn ấy, không cứu được linh hồn chúng ta. Thế thì qua cái ý này cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa chính là nơi an toàn nhất. Lòng thương xót Chúa là nơi an toàn nhất cho linh hồn chúng ta. Và dĩ nhiên để cảm nhận được cái điều này đó, chúng ta lấy lại cái câu chuyện của anh thanh niên. Chúa Giêsu nói với anh ta rằng là nếu anh muốn được an toàn, nếu anh muốn đi theo tôi, anh hãy bán tất cả tài sản của anh hãy đi theo tôi. Mà tôi thì còn trồn có hang, chim trời có tổ, tôi không có chỗ tựa đầu. Thế chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là nó có cái gì nó rất là bấp bênh. Nhưng để cảm nhận được sự an toàn nơi lòng thương xót của Chúa, mà chúng ta thấy là nơi các thánh, nhất là các thánh từ đạo đó, các ngài đã cảm thấy một cái nơi cực kỳ an toàn,
để các ngài có khả năng hiến cả mạng sống. Thế thì ý thứ hai con muốn chia sẻ với cộng đoàn, Chúa nói là một người mạnh canh giữ lâu đài thì người ta cảm thấy an toàn, nhưng có một người mạnh hơn thì sẽ mất trắng. Ma quỷ nó tạo cho chúng ta một sự an toàn, nhưng khi chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những gì ma quỷ cho là an toàn đều không cứu được linh hồn chúng ta. Lòng thương xót của Chúa là nơi trú ngụ chắc chắn cho linh hồn của chúng ta. Đó là ý thứ hai ha. Rồi ý thứ ba này, đây là cái âm mưu của ma quỷ cũng rất là ghê. Chúa Giêsu nói rằng là khi mà con quỷ nó bị nó trục xuất ra rồi, thế là nó đi rảo quanh những nơi khô cháy. Sau một lúc nó bảo rằng thôi bây giờ mình trở về nhà cũ của mình. Nó rủ thêm 7 thần dữ hơn nó nữa. Và cuối cùng thì nó nhập lại cái nhà cũ, và tình trạng lại càng tồi tệ hơn. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng ma quỷ không bao giờ bỏ cuộc nhé. Ma quỷ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu hôm nay các ông các bà đi lễ, nó cám dỗ chúng ta, chê trí chúng ta, không, không có chê trí, giữ lễ sốt sắng. Ngày mai nó có cám dỗ nữa không? Nó lại tiếp tục cám dỗ ngày qua tháng lại, ngày qua tháng lại, cho đến lúc chúng ta gục ngã thì thôi. Ma quỷ không bao giờ nó bỏ cuộc. Thậm chí nó cám dỗ Chúa Giêsu nó cũng không có bỏ cuộc. Thế thì với cái ý này cho chúng ta thấy, xin lòng thương xót của Chúa là sức mạnh để dù ma quỷ có liên tiếp tấn công thì chúng ta vẫn có được sức mạnh từ nơi Thiên Chúa.